Ta cho điểm độ khó, sẽ mời ba vị giám khảo. Em nghĩ cái này quá khó đi. Ừ, không phải là quá khó em ơi, cái này là nó vô lý. Chứ mà nó quá khó, nó vượt ngưỡng quá khó rồi. Chỉ có thể là số 5, không thể nào là có một con số khác được hết dành cho Duy Bách. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Ba vị giám khảo đều chọn số 5. Em cảm thấy rối bời lắm anh. Cái này mà theo mà độ khó thì chắc em chấm 10 luôn á chứ 5 gì. Mời ba vị giám khảo lên chọn cho Trấn Thành 3 điểm xuất phát của cái chữ A. Từ đó sẽ là 3 cái đề để cho bạn bắt đầu. Xin mời. 3 giám khảo tiến hành ấn định vị trí xuất phát của 3 bảng chữ cái tương ứng với 3 màu để tạo ra 3 dãy số nguyên tố với các giá trị dưới 10.000. Họ sẽ dùng tiêu chí gì để làm khó được tuyển thủ Duy Bách? Thưa quý vị, tôi mới vừa được thông báo sẽ tăng độ khó của tiết mục lên một tí nữa. 3 cái đề mà giám khảo đã vừa chọn, bạn sẽ chỉ có 1 phút để theo dõi cái đề đó. Với mỗi cái từ khóa, bạn chỉ có 2 phút để nhìn. Có nghĩa là tổng thời lượng là 7 phút mà thôi. Ổn không? Em vẫn thấy ổn. Phút dành cho đề thi bắt đầu. Chương trình đã đặt ra cho bạn một cái thử thách quá khó. Với máy tính trên tay, bạn cũng đã khó làm cái điều đó rồi. Chứ đừng có nói là tự tưởng tượng. Vấn đề có lẽ nó nằm ở chỗ là khi mà bạn đã tìm ra được số đó là cái số tượng trưng cho chữ A, thì phải suy ra được 25 cái số nguyên tố còn lại theo đúng thứ tự ứng với lại 26 chữ cái. Cái đó mới là cái khó. 3 từ khóa mà giám khảo đã đưa ra. Xin mời. Số nguyên tố tiên chọn thì tiên chọn một số nó có vẻ là không có gì đặc biệt lắm, 4.327. Và mình cũng không hề nghĩ rằng là cái con số đó nó ra một cái dãy số nguyên tố hình như trong 3 đề là dãy số nhiều nhất. Với thử thách lần này thì các số nguyên tố được ban giám khảo đưa ra khá cao, gần như không thể có một cách nào để tính quá nhanh được bất kỳ một dữ kiện nào trước. Rắc rối không gian duy nhất ở thử thách này đối với mình đó là việc cả 3 luồng ký tự lồng với nhau và đôi khi nó làm giảm sự tập trung của mình. Rất là dễ để mà bỏ lỡ một cái số nguyên tố nào đó ở giữa và rất là dễ để nhầm lẫn cái số thứ tự. Mà chỉ cần nhầm lẫn thôi là cái ký tự ABCD nó khác ngay lập tức liền. Cái đó mới là cái mà mất rất là nhiều thời gian. Cái thử thách này nó mang đến cho chúng ta ấy, một cái độ khó khá là lớn và lại phải là có cái tính đa nhiệm rất là cao. Cần phải có một cái phương pháp cụ thể nào đấy để cho bạn ấy sàng lọc tất cả các cái số nguyên tố. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Duy nhất trên VOD trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020. True Beauty, vẻ đẹp đích thực. Phát sóng độc quyền trên VOD 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.